một môn thể thao là khắc tinh của bệnh ung thư, tập càng sớm để càng sống thọ. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Theo các nghiên cứu khoa học thì ung thư không phải là căn bệnh do mầm bệnh bên ngoài gây ra, mà nó phát sinh từ chính các tế bào bên trong cơ thể của chúng ta. Đến nay, ung thư vẫn được coi là một căn bệnh nguy hiểm, bởi trong lĩnh vực y tế thì chữa bệnh hầu như không thể áp dụng cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư, đặc biệt là khi ung thư đã chuyển sang giai đoạn nặng. Do đó, chúng ta chỉ có thể dùng từ kiểm soát và phòng ngừa cho căn bệnh nguy hiểm này mà thôi. Nói về cách phòng ngừa bệnh ung thư, Viện sĩ Đường Triều Hữu, một chuyên gia phẫu thuật ung thư nổi tiếng tại Trung Quốc, vẫn luôn khẳng định rằng cách chống ung thư tốt nhất chính là bơi lội. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Mỹ cũng đã chỉ ra rằng bơi lội là môn thể thao chống ung thư hiệu quả nhất hiện nay. Vậy vấn đề này cụ thể như thế nào? Mời cô bác cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tại sao bơi lội tốt cho việc phòng chống ung thư? Viện sĩ Đường Triều Hữu cùng các cộng sự của mình đã tiến hành nghiên cứu tác dụng của bộ môn bơi lội đối với việc chống lại sự hình thành các khối u. Kết quả là nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra rằng bơi lội có khả năng kích thích cơ thể sản sinh ra dopamine, một loại hormone hạnh phúc có tác dụng rất tích cực đối với tinh thần và thể chất của con người. Nếu hormone dopamine luôn được duy trì ở mức độ cao trong cơ thể, chúng sẽ giúp cô bác cải thiện chức năng của hệ miễn dịch, từ đó hạn chế nguy cơ khởi phát ung thư. Đồng thời, loại hormone này cũng làm tăng khả năng chống chọi của cơ thể đối với căn bệnh nguy hiểm này, nếu chẳng may cô bác đã mắc phải. Viện sĩ Đường Triều Hữu cũng cho hay, việc bơi lội đúng cách sẽ giúp bệnh nhân đã mắc ung thư cải thiện tuần hoàn máu và trao đổi chất, từ đó giúp người bệnh duy trì và phục hồi chức năng bình thường của cơ thể. Không những vậy, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng bơi lội còn có thể kích thích cơ thể của chúng ta sản xuất interferon, một loại hormone rất quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ tái phát ung thư. Để chứng minh cho tác dụng của việc bơi lội, viện sĩ Đường Triều Hữu kể rằng trước đây ông đã gặp một bệnh nhân bị ung thư gan. Sau khi hóa trị, bệnh nhân kiên quyết đi bơi mỗi ngày. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng tiêm thêm interferon để ngăn ngừa nguy cơ tái phát ung thư. Kết quả là tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân này đã sống được 11 năm, sức khỏe hiện vẫn rất tốt. Chính vì hiểu rất rõ lợi ích của việc bơi lội, nên viện sĩ Đường Triều Hữu luôn dành thời gian để đi bơi. Cứ cách một ngày là ông lại đi bơi khoảng 30 phút. Hiện tại sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Ngoài khả năng phòng chống ung thư, viện sĩ Đường Triều Hữu cho biết việc bơi lội cũng đem lại rất nhiều lợi ích khác cho cơ thể của chúng ta như giảm cân, cải thiện chức năng miễn dịch, tăng cường khả năng trao đổi chất, thải độc. Do vậy, cô bác hãy duy trì việc đi bơi ít nhất 3 lần một tuần với tổng thời gian bơi từ 150 phút mỗi tuần trở lên để tối ưu hóa các lợi ích mà môn thể thao này có thể mang lại cho sức khỏe của cô bác. Một số phương pháp phòng chống ung thư khác. Bên cạnh phương pháp đi bơi của viện sĩ Đường Triều Hữu, 4 viện sĩ khác cũng có những phương pháp phòng chống ung thư cực kỳ đơn giản. Các bác có thể học theo những phương pháp này để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. 1. Viện sĩ Sun Jan khuyên chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ. Viện sĩ Sun Jan cho biết tỷ lệ mắc phải căn bệnh ung thư không cao và nó cũng không phổ biến như các căn bệnh khác. Tuy nhiên, các tế bào ung thư thường thích ẩn náu trong cơ thể của chúng ta ở giai đoạn khởi phát nên rất khó để phát hiện ra. Đến khi chúng ta cảm thấy bất thường thì tế bào ung thư đã lan rộng và rất khó điều trị. Do đó, việc phát hiện ra các tế bào ung thư từ sớm không chỉ giúp cho những khó khăn trong quá trình điều trị giảm bớt đi, mà còn làm tăng tỷ lệ thành công của việc điều trị. Vì vậy, cô bác nên tiến hành thăm khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này từ sớm cô bác nhé. 2. Viện sĩ Hao Xizan khuyến cáo chúng ta nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Cuộc sống ngày càng hiện đại khiến nhiều người dần chuyển sang những loại thức ăn nhanh, ít giá trị dinh dưỡng và quá nhiều chất béo. Những món ăn này chứa khá nhiều chất cực kỳ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Nếu cô bác cứ ăn chúng trong một thời gian dài thì những chất này sẽ tích lũy lại khiến cho các cơ quan bên trong cơ thể gặp vấn đề. Nếu tình hình chuyển biến nghiêm trọng thì chúng sẽ phát triển thành bệnh lý ung thư. Do đó, viện sĩ Hao Xizan kết luận rằng chế độ ăn uống không khoa học là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc các khối u ác tính tăng cao. Do đó, nếu cô bác muốn phòng ngừa ung thư thì việc hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm độc hại là điều cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi mỗi ngày để giúp cơ thể bổ sung thêm chất xơ và vitamin. Việc này sẽ giúp cô bác tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể để đẩy lùi các tế bào ung thư ngay từ đầu. 3. Viện sĩ Badenia muốn chúng ta duy trì tâm trạng vui vẻ. Theo viện sĩ này, bí quyết phòng ngừa ung thư đơn giản nhất chính là duy trì cho bản thân một tâm trạng vui vẻ. Việc thường xuyên nổi nóng, hờn dỗi, buồn phiền sẽ làm cho cơ thể tăng tiết adrenaline. Loại hormone này sẽ làm suy giảm các chức năng của cơ thể, đồng thời khiến cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị ức chế, từ đó tạo tiền đề cho sự xuất hiện và phát triển của các tế bào ung thư. 4. Viện sĩ Phan Đài Minh khuyên chúng ta không nên thức khuya. Theo viện sĩ Phan Đài Minh, nếu cô bác thức khuya trong một thời gian dài thì các cơ quan trong cơ thể sẽ không được sửa chữa tốt và khả năng các tế bào bị đột biến rồi gây ra ung thư là tương đối cao. Dù cho ngày hôm sau cô bác có ngủ bù đi chăng nữa thì khả năng tái tạo sức khỏe cũng không thể tốt bằng việc cô bác đi ngủ đúng trước 11 giờ đêm. Do đó, cô bác nên hạn chế việc thức quá khuya để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Cụ bà 93 tuổi, có 44 năm chiến đấu với ung thư, tiết lộ bí quyết sống khỏe. Mang trong mình căn bệnh ung thư vú suốt 44 năm, nhưng bà Lưu Tùng Hàn, 93 tuổi, sống tại Trung Quốc, vẫn giữ được một sức khỏe tốt, một mái tóc đen, giọng nói rõ ràng, thính lực tốt và tinh thần vô cùng lạc quan. Chỉ cần điều kiện ánh sáng tốt, bà có thể đọc báo, tạp chí mà không cần đeo kính. Những năm qua, khi kiểm tra sức khỏe thì tất cả các chỉ số về huyết áp, mỡ máu, đường huyết, tim mạch của bà đều ổn định. Dù bị ung thư nhưng tuổi thọ của bà Lưu vẫn khiến rất nhiều người bình thường phải ghen tị. Cụ thể, vào năm 1975, khi bà Lưu bước vào tuổi 49 thì bà cũng được chẩn đoán là bị ung thư vú. Sau khi phẫu thuật nửa năm, bà Lưu lại bị xuất huyết tử cung và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung. Tuy nhiên, không đầu hàng số phận, bà đón nhận bệnh tật với một thái độ rất bình tĩnh và luôn đối mặt với mọi khó khăn để giành lại sự sống. Sau một thời gian, bệnh ung thư lại tái phát và chuyển biến đến 3 lần. Bác sĩ đã lắc đầu và cho rằng bà Lưu không thể qua khỏi. Nhưng cho đến hôm nay, bà Lưu đã đón sinh nhật lần thứ 93 và vẫn sống rất khỏe mạnh. Sau 44 năm sống chung với ung thư, bà Lưu đã tổng kết ra 4 bí quyết để chia sẻ cho những người đồng cảnh ngộ với mình. Đầu tiên là phải có một ý chí thật mạnh mẽ. Bà Lưu luôn tìm cách tự điều chỉnh tâm lý của mình. Bà cho biết, thay vì buồn bã thì chúng ta phải suy nghĩ tích cực lên. Chúng ta không nên ngồi chờ đợi cái chết, phải sống để chiến đấu với căn bệnh của chính mình. Có như vậy cuộc sống mới trở nên ý nghĩa. Chính vì lý do này, bà Lưu luôn tích cực hợp tác với bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và luôn duy trì thái độ lạc quan để vượt qua nghịch cảnh của bản thân. Tiếp đến là phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Vì phải chiến đấu với bệnh tật, chế độ ăn uống của bà Lưu cũng rất khác so với những người bình thường. Phải ăn thật ít dầu chính là điều đầu tiên bà Lưu muốn nhấn mạnh. Bà cho rằng những món ăn được chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra chất gây ung thư, nên những người đang mắc phải bệnh ung thư tuyệt đối không nên ăn. Tiếp theo là phải ăn thật ít muối, thậm chí là không có muối. Do đó, bà Lưu chủ yếu chỉ ăn các món hấp trong thực đơn dinh dưỡng của mình. Bên cạnh đó, gian bếp của bà Lưu cũng chứa rất nhiều lọ đựng các loại ngũ cốc như bột yến mạch, gạo nếp, gạo lứt, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen. Bà Lưu cho rằng những loại thực phẩm này bổ sung nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể nên rất phù hợp cho bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, bà Lưu luôn cố gắng ăn nhiều loại rau xanh mỗi ngày. Ví dụ như bông cải xanh, bắp cải tím, rau bina, cà rốt, khoai sọ, rong biển, cá tím. Bà cho biết đây là những loại thực phẩm rất ngon và tốt cho sức khỏe của bệnh nhân ung thư. Cuối cùng là phải kiên trì vận động cơ thể. Là một bệnh nhân ung thư, không những cơ thể của bà Lưu hoàn toàn khỏe mạnh mà bà còn có tuổi thọ trung bình cao hơn người bình thường. Và một trong những bí quyết của bà đó chính là kiên trì vận động cơ thể để tăng cường thể lực. Cụ thể, bà Lưu rất chăm chỉ làm việc nhà, chẳng hạn như đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo. Chính vì bà vận động cơ thể theo cách này nên mặc dù không tập luyện bất kỳ môn thể thao nào, sức khỏe của bà Lưu không hề thua kém bất cứ ai. Để phòng ngừa căn bệnh ung thư, cách tốt nhất là chúng ta phải giúp cho cơ thể của mình luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao, vận động cơ thể. Bên cạnh đó, việc xây dựng và duy trì các thói quen tốt về dinh dưỡng, tinh thần cũng như góp phần làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư cho cô bác. Ngoài ra, cô bác cũng nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra tình trạng bệnh và điều trị kịp thời cô bác nhé. Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, các bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!